có hai cái cảm xúc trái ngược nhau khi những thông tin về trận đấu hoãn, bởi vì là khi mình nghe có dịch ấy, thì mình mong cho mọi người được yên bình. Việt Nam có một cái khoảng thời gian không có xuất hiện những cái ca trong cộng đồng ấy, mình thấy khá là yên tâm. Số người giờ khi nó xảy ra, mình mong là mọi người được yên lành và muốn đi sự lan rộng của dịch. Cái điều mà chúng tôi thấy tích cực, thấy cũng có một tí vui ở trong đó, đó là đội có thêm một tuần nữa để cầu thủ tập luyện và chuẩn bị tốt hơn. Điều đầu tiên thì mọi người mong là được an toàn đó là về phía đội bóng thì có thêm một tuần tập luyện với nhau cũng tốt. Cuối tuần này thì chúng tôi có cái trận đấu giao hữu, thì đó cũng là cái điều kiện tốt để lấy lại thể lực cho những cầu thủ mà mới tập thời gian ngắn với đội như là Dario, như là Lee và Paulo đó. Thì họ có cái lượng hoạt động thi đấu, tôi sẽ cho các anh ấy đấu cái thời lượng kéo dài. Và sau cái trận đấu đó thì chúng tôi có một tuần để chuẩn bị cho trận Sài Gòn. Chúng tôi có một cái tình huống là khi Dario tới thì chúng tôi không có chắc chắn được rằng là Dario sẽ đảm đương hết được các cái trận đấu, cho nên là chúng tôi chuẩn bị cho một phương án là có thêm một tiền đạo nữa. Và khi Dario đã tham gia thi đấu và đủ khả năng để chơi đó, thì chúng tôi bàn với câu lạc bộ và cuối cùng đi đến chúng tôi cái đồng ý với nhau là sử dụng các cái tiền đạo mà lại không sử dụng khung vệ ngoại, không sử dụng khung vệ ngoại, là những cái trung vệ nội của chúng tôi đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Central defenders, local central defenders that can do the job.